xin chào tất cả mọi người mình là lê hoàng hiện tại thì lê hoàng đang công tác tại phòng thu lê hoàng studio anh chị và các bạn xem trên kênh youtube của lê hoàng trong suốt thời gian vừa qua thì cũng biết được rằng là tất cả các sản phẩm bên lê hoàng khi cung cấp và bán ra trên thị trường cho anh chị và các bạn thì lúc nào lê hoàng cũng làm những clip đập hợp giới thiệu chi tiết cũng như là lê hoàng làm clip hướng dẫn cho anh chị và các bạn làm sao để khi anh chị và các bạn đem sản phẩm về nhà là chúng ta tự mình có thể lắp đặt và sử dụng được ngay lập tức. Thì hôm nay cũng tương tự như vậy, Lê Hoàng xin được phép hướng dẫn cho anh chị và các bạn cái cách làm sao để chúng ta có thể lắp đặt được nguyên một cái combo dùng để thu âm hát live rất là hay tại nhà. Đó là sự kết hợp giữa con mixer Maki MIX 12FX này đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ ha. Mixer của chúng ta như thế này đây kiểu dáng rất là gọn gàng và đẹp như thế này và cái con mixer này á nó có 12 chế độ vang để chúng ta có thể tùy chỉnh được ít nhiều theo ý của chúng ta đi kèm với mixer thì chúng ta sẽ có một dây nguồn và micro thì Lê Hoàng chọn đây là micro Tata BC K850 rồi ở đây thì có một cái dây lai như thế này ha dây lai và thu âm luôn chúng ta sử dụng hai đầu 6 ly xịn sò như thế này ha và ra đầu 3.5 để chúng ta gắn vào trong điện thoại. Một cái dây lấy nhạc, một đầu 3.5 ra hai đầu hoa sen như thế này. Rồi hai cái sắt chuyển, một cái tai nghe, một sắt chuyển. Bây giờ Lê Hoàng sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn cách lắp đặt ngay lập tức thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy nguồn cho con mixer thì đi kèm với lại sản phẩm nó sẽ có một cái dây nguồn như thế này. Nó có hai đầu thì anh chị và các bạn chú ý ha. Cái đầu nhỏ này này chúng ta sẽ gắn vào trong mixer thì chúng ta nhìn thấy này nó sẽ có một cái mũi tên như thế này anh chị bạn nhìn thấy nó có một cái mũi tên và ở đây nó có một cái chỗ hổm vào thì chúng ta sẽ để cái mũi tên này hướng lên trên như thế này ha đó và chúng ta sẽ gắn vào trong cái lỗ này đây ở phía sau của mixer này đó chúng ta sẽ gắn vào đây nè chúng ta sẽ gắn vào ok rồi chúng ta đẩy sát vào và cái đầu còn lại chúng ta sẽ ghim vào trong điện gia đình hiện tại bây giờ chúng ta đang lắp đặt nên chúng ta khoan hãy ghim ha sau khi lắp đặt hết đầy đủ rồi chúng ta sẽ ghim vào luôn và tiếp theo là micro thì đây là micro condenser sử dụng mic hai đầu canon như thế này một đầu chúng ta sẽ ghim vào micro ha và đầu còn lại cái đầu này này thì chúng ta sẽ gắn vào trong lỗ 1, lỗ 2, lỗ 3, lỗ 4 đều được ha. Đó, chúng ta có thể sử dụng tới 4 micro cổng Canon như thế này hoặc là nếu chúng ta sử dụng những cái micro karaoke gia đình thì chúng ta có thể ghim vào cổng 6 ly ở đây ha. Rồi, ở đây là chúng ta sử dụng micro condenser nên cái đầu của nó sẽ là đầu canon như thế này. Rồi, chúng ta nhìn thấy này, ở đây nó có ba cái chấu ha. Ở đây nó cũng có ba cái lỗ nè. Đó thì chúng ta chú ý chúng ta ghim làm sao cho nó phù hợp, tránh trường hợp chúng ta ghim sai thì nó sẽ bị gãy cái chấu trong đây nha. Rồi, chúng ta sẽ ghim vào. Ok. Đây là micro và tiếp theo Bây giờ Lê Hoàng sẽ ghim tai nghe Rồi, tai nghe thì chúng ta sử dụng tai nghe nào cũng được Những cái dòng tai nghe đầu 3.5 Thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái đầu chuyển Từ 3.5 ra 6 như thế này ha Rồi, chúng ta sẽ ghim đầu chuyển vào đây Rồi, chúng ta sẽ ghim vào cái lỗ phone này nè Lỗ phone ha, chúng ta sẽ ghim vào Ok Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ lấy nhạc cho con mixer này Thì Lê Hoàng có sử dụng một cái dây 3.5 ra hai đầu hoa sen như thế này đơn giản thôi anh chị và các bạn chúng ta sẽ ghim hai đầu hoa sen này vào trong cái chỗ in này cũng được hoặc là chúng ta không ghim vào đây chúng ta sẽ ghim vào đường 5 6 7 8 9 10 11 12 đều được luôn đây trên này đều được hết nó có rất nhiều đường vào như thế này thì Lê Hoàng sẽ ghim vào cái đường 56 đi ha thì đây là cổng 6 ly cho nên Lê Hoàng sẽ sử dụng hai cái đầu chuyển nè đó từ hoa sen ra 6 ly như thế này Lê Hoàng sẽ ghim vào đây rồi, hai cái đầu này Lê Hoàng sẽ ghim vào 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 đều được ha Đó, Lê Hoàng sẽ ghim vào 5, 6 Ok Rồi, Lê Hoàng sẽ ghim vào 5, 6 như thế này Và cái đầu còn lại này Chúng ta có thể lấy nhạc ở rất là nhiều nguồn Chẳng hạn như chúng ta có thể ghim vào điện thoại Mở Youtube lấy nhạc Hoặc là iPad Hoặc là chúng ta có thể lấy nhạc từ TV xuống cũng được Hoặc là trên máy vi tính Máy vi tính thì chúng ta có thể ghim vào cái cổng tai nghe đó Cổng 3.5 để chúng ta lấy nhạc đường ao thì anh chị và các bạn chúng ta có thể sử dụng hát ra ngoài loa kẹo kéo hoặc kết hợp với âm ly ở cái cổng ao này cũng được sử dụng dây hai đầu hoa sen này ha một đầu chúng ta sẽ ghim vào đây đầu còn lại chúng ta sẽ ghim vào loa kéo hoặc là âm ly để chúng ta có thể hát ra ngoài loa kéo âm ly luôn trong trường hợp chúng ta hát ra ngoài lo kéo âm ly thì chúng ta nhớ chú ý về micro thì chúng ta có thể sử dụng những micro karaoke gia đình ha còn những dòng micro này thì nó sẽ rất là nhạy khi chúng ta hát ra ngoài loa này kia thì nó sẽ bị hú đó cho nên trường hợp chúng ta sử dụng những cái micro như thế này thì chúng ta sẽ nhớ bằng cái gen cho nó nhỏ lại để tránh trường hợp nhạy quá nó sẽ hú nó sẽ không có ok hoặc là chúng ta có thể ghim ra những cái đường ao ở phía trên này còn ở đây lê hoàng sẽ không ao ra loa mà Lê Hoàng đang ao ra tai nghe và Lê Hoàng dùng để thu âm hoặc là live stream trực tiếp vào trong điện thoại thì Lê Hoàng sẽ sử dụng cái dây này đây đó đây là dây live rất là xịn bên phòng thu Lê Hoàng Studio dây hai đầu 6 ly chắc chắn như thế này và ra 3.5 thì Lê Hoàng sẽ ghim hai cái đầu 6 ly vào đâu đây chúng ta thấy cổng main out không Lê Hoàng sẽ ghim vào main out đó ghim vào main out và cái đầu còn lại này Lê Hoàng sẽ ghim vào một cái điện thoại ha để Lê Hoàng mở quay video đó mở quay video là anh chị và các bạn sẽ thu âm lại được những cái gì mà anh chị và các bạn hát trên cái bàn mixer này với micro này nó sẽ thu hết vào trong điện thoại mà anh chị và các bạn quay phim hoặc là anh chị và các bạn có thể mở Facebook, mở Youtube gì đó để anh chị và các bạn phát livestream trên đó luôn. Đó, với cái cọng dây này ha, chúng ta ghim vô điện thoại phát live. Rồi như vậy là đơn giản thôi là chúng ta có thể thu âm live stream rất là ok Còn trong trường hợp chúng ta muốn hát karaoke thì chúng ta uh, gắn thêm ra ngoài cái loa để chúng ta có thể hát hò luôn Cái bàn mixer này này chúng ta vừa có thể sử dụng để thu âm live stream Hoặc là chúng ta kết hợp với lại âm ly loa kẹo kéo để làm cho âm ly loa kẹo kéo ở nhà hay hơn nữa Đó với 12 chế độ effect ở trên đây Và Lê Hoàng chia sẻ thế này này anh chị bạn thấy trên cái bàn mixer này á nó có rất là nhiều những cái đường vào luôn một hai ba bốn cái đường vào ở đây là chúng ta vừa có thể sử dụng được cổng canon nè cổng 6 ly nè đó chúng ta có thể chỉnh gain ở trên trực tiếp ở trên đây luôn rồi ngoài ra chúng ta có những cái đường vào stereo như là năm sáu bảy tám chín mười mười một hai nè đường vào stereo nè để anh chị và các bạn chúng ta có thể sử dụng cái này để chúng ta gắn nhiều micro rồi chúng ta có thể gắn những cái nhạc cụ nè trống đàn này kia vào bên trong đó thì cái con này rất là phù hợp cho anh chị và các bạn chúng ta sử dụng luôn nhỏ gọn nhưng mà đa chức năng rồi clip này thì lê hoàng xin được phép kết thúc ở đây như vậy là anh chị và các bạn chúng ta đã có thể sử dụng kết nối ok rồi và clip tiếp theo lê hoàng sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn chi tiết về cách sử dụng của cái bàn mixer này như thế nào ha rồi cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều đã xem clip của lê hoàng thì anh chị và các bạn yêu thích nhớ liên hệ cho Lê Hoàng Studio qua số điện thoại là 098 97 37 960 Zalo là 24 trên 24 nha Cảm ơn quý anh chị và các bạn rất là nhiều Xin chào